Ông nội, con trai, con dâu và hai cháu nội 10 và 13 tuổi. Ba thế hệ với những quan điểm sống, sở thích, mối quan tâm khác nhau nhưng đều tìm được niềm đam mê chung, kết nối chung tại sân bóng Pickleball này. Cái nên tôi thể thao từ lâu rồi, mười mấy năm rồi mà môn này mới ra cách đây 2 năm. Gia đình tôi là bây giờ hồi đó chơi tennis, cầu lông và các dụng cụ khác. Tôi thấy môn pickleball này quá hay, già đánh được, trẻ đánh được. Sân bóng pickleball ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh này cũng chính là sân do gia đình ông Nguyễn Tuấn Hòe mở vì quá mê pickleball và mong muốn gây dựng phong trào chơi pickleball rộng rãi trong cộng đồng. Nhờ chơi pickleball, gia đình ông Hòe cũng trở nên gắn kết hơn. Mong muốn cái môn pickleball này lan rộng khắp cả nước Việt Nam thì nhiều hơn nữa. Xong mình thấy nó, xong về mình nói với bà xã mình là môn này chơi để con mình chơi, rồi thì tập chơi từ từ thấy rồi. Hiện nay gia đình mình chơi từ ông nội, từ mình và bà xã đến hai đứa con mình cũng có chơi rất là thuần thục rồi. Chị thấy pickleball rất là hay. Và cũng hiếm có môn thể thao nào mà có sự gắn kết tốt giữa ông bà, cha mẹ và con cái với nhau á. Thông qua việc chơi thể thao thì gia đình mình cảm thấy hiểu nhau hơn và gắn kết hơn, có một cái điểm chung. Và từ đó mình chơi với nhau, mình xong mình thoải mái hơn và mình có thể nói ra hết các suy nghĩ của mình và các thành viên hiểu nhau, gắn kết nhiều hơn, yêu thương hơn. Ngày 6 và 7 tháng 7 này, Báo Thanh Niên tổ chức giải Pickleball Thanh Niên lần 1 năm 2024 Cup VinFast. Đây là giải đấu quy tụ cả những tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam lẫn các tay vợt không chuyên như các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Tuấn Hòe. Vì vậy, tất cả thành viên trong gia đình đều ngay lập tức đăng ký tham gia ở nhiều nội dung. Lần này đến thì gia đình mình tham dự 3 nội dung. Thứ nhất là mình chơi với con trai là đôi nam nữ newbie, rồi ông nội chơi với cháu trai là đôi nam, rồi hai chị em thì chơi với nhau ở U13. Còn mình thì đánh nội dung đồng đội. Đồng đội. Là vận động viên lớn tuổi nhất tham dự giải Pickleball Thanh Niên lần 1 năm 2024 Cup VinFast, nhưng ông Nguyễn Tuấn Hòe không hề lo ngại dù các đối thủ đều trẻ hơn khá nhiều. Đặc biệt khi bạn đánh cặp của ông lại là cháu trai mới chỉ 10 tuổi, với ông đến với thể thao bằng sự vô tư và tinh thần đam mê là chủ yếu. Con chơi môn này được 3 tháng, 3-4 tháng gì á con. Trước khi chơi môn này con có chơi tennis. Con thấy môn này rất dễ cho những người mới tập chơi, đặc biệt là những người chơi chơi từ bóng bàn, cầu lông, nội dung U13. Con kỳ vọng là con sẽ đạt được giải nhất cùng với chị con. Các trận đấu thuộc khuôn khổ giải Pickleball Thanh Niên lần 1 năm 2024 Cup VinFast sẽ được Báo Thanh Niên tường thuật trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Thanh Niên từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2024. Không thể thao đâu có gì sợ. Thể thao là thu ăn chỉ bình thường nhé. Đức vô địch thế giới vòng loại vào được vẫn vui vẻ. Thể thao là vấn đề môn là kỹ thuật, văn nghệ. Ăn thua chỉ bình thường, không có gì phiền hết. Tôi già nhưng mà trước tiên ra đây thì đánh để là sức khỏe, vui vẻ, có gì đâu. Thật đơn tôi hít mình mấy cái. Con mấy đứa con tôi bằng tôi đó. Rồi, ngày hôm nay là có gì bên Báo Thanh Niên tổ chức giải, tôi ra để đánh để phục vụ phong trào.